Dự kiến cuối tháng 9, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện cùng nhân viên sẽ hầu tòa về tội làm nhục người khác. Chiều 16 tháng 9, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Đại, chánh án Tòa án Nhân dân TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết dự kiến sáng 28 tháng 9, cơ quan này sẽ đưa hai bị cáo Nguyễn Văn Thiện, 47 tuổi, chú P. Đại Phúc TP, Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, và Lăng Văn Vân, 27 tuổi, trú tại H. Tam Đảo, Vĩnh Phúc ra xét xử về tội làm nhục người khác quy định tại điểm E, khoản 2, điều 155 Bộ Luật Hình Sự. Theo ông Đại, quá trình điều tra, Phúc cùng xét thấy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của hai bị can kể trên nên Tòa án Nhân dân TP Bắc Ninh sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật theo kết luận điều tra của Công an TP Bắc Ninh, khoảng 23 giờ 30 tối 17 tháng 8, chị DTH, 27 tuổi, quê tại Phú Thọ cùng bạn đến ăn tại quán nhắn nướng Hiền Thiện P. Đại Phúc TP, Bắc Ninh, do Thiện làm chủ tại đây, phát hiện trong đĩa lòng non có sán, chị H. gọi nhân viên để yêu cầu gặp quản lý nhưng không được đáp ứng, nên thanh toán tiền và ra về. Do bức xúc, chị H. đăng lên nhóm Facebook Đồ Ăn Vặt Bắc Ninh để cảnh báo mọi người. Khi biết bị khách bóc phốt, Thiện nhờ người tìm và hẹn chị H. đến quán để nói chuyện. Khoảng 21 giờ 50 tối 18 tháng 8, vừa đến quán, chị H. bị Thiện bắt quỳ xuống nền gạch. Thiện ngồi trước mặt chị H. chửi bới, đe dọa và bắt chị này ký bản tường trình có nội dung xin lỗi do Lăng Văn Vân, nhân viên quán, soạn trước, đồng thời buộc đăng đính chính thông tin quán nhắn nướng Hiền Thiện làm ăn uy tín lên mạng xã hội. Toàn bộ quá trình làm nhục chị H. được Thiện và Vân dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook của quán nhắn nướng Hiền Thiện.